chính sẽ có trong chương trình Vì Trẻ Thơ hôm nay. Chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1 để trẻ tự tin, yêu trường, mến bạn, bước vào học tập ngay từ những ngày đầu tuần đầu của năm học mới. Cùng học cách cầm bút và biết ngồi đúng cách để học tập tốt với cô giáo Nguyễn Thị Hiền Phường trong mục Kỹ năng sống và làm một chiếc tàu vũ trụ xinh xắn để vui chơi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lớp 1 là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của trẻ khi chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo sang hoạt động học tập và phải hoàn thành các bài tập theo tiến độ của cả lớp. Vì vậy, cần có sự đồng hành của cả gia đình và nhà trường giúp con có một tâm lý vững vàng, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Lo lắng, băn khoăn khi con vào lớp 1 là tâm lý chung của các bậc phụ huynh, bởi con sẽ phải đối diện với những thay đổi lớn từ môi trường cho đến thói quen, phương pháp học tập và cả sự kỳ vọng của cha mẹ. Năm nay có con vào lớp 1, chị Bùi Thị Hồng Nhung cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng tâm lý cho cả hai mẹ con để có thể trang bị cho con những hành trang tốt nhất trước thềm năm học mới. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị lại cùng con trò chuyện, luyện chữ, tập đọc, giúp con bước đầu hình dung về môi trường học tập mới, chuẩn bị hành trang cần thiết trong những ngày đầu cấp sách tới trường. Không phải chỉ riêng tôi mà đối với phụ huynh nào khi có con bước vào lớp 1 thì đều cảm thấy khá là lo lắng. Đầu tiên thì năm vừa rồi thì dịch giã kéo dài khá là dài, các con đến trường không được nhiều, các kiến thức các con nhận được thì khá là ít. Phụ huynh nào cũng vậy thì cũng muốn con có đầy đủ các kỹ năng để hành trang bước vào lớp 1 tốt nhất. Các nghiên cứu về tâm lý lứa tuổi đã khẳng định ngưỡng cửa lớp 1, đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng của trẻ với sự biến đổi các hoạt động chủ đạo từ vui chơi trong suốt thời kỳ mẫu giáo sang học tập ở trường tiểu học. Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ đã lựa chọn cho con những khóa học kỹ năng sống, hành trang cho trẻ vào lớp 1, để trẻ có thể vừa học tập, vừa vui chơi, vừa làm quen dần với cách học mới. Trẻ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản ở bậc tiểu học và hình thành được các kỹ năng như biết lắng nghe, biết tập trung và làm theo hướng dẫn của giáo viên, có kỹ năng giải quyết vấn đề trong những tình huống thường gặp ở bậc tiểu học. Từ đó, tạo cho trẻ một hành trang vững chắc trước khi bước vào lớp 1. Trẻ còn được làm quen với mặt chữ cái thông qua các trò chơi vui vẻ và khơi gợi hứng thú, giúp trẻ tự tin giao tiếp, mở rộng vốn ngôn ngữ và tiếp xúc với chữ cái và con số, để không quá nhiều bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1. Ngoài cái kiến thức mà các con nhận được thì trong cái khóa hành trang này các cô sẽ giúp các con cái kỹ năng lên lớp, con chuẩn bị sách vở cũng như là đồ dùng học tập của mình. Và con có cái tác phong như là giơ tay lên bảng và học theo đội nhóm. Những buổi đầu đến trường do chưa làm quen với môi trường và phương pháp học tập mới nên nhiều em chưa kịp thích nghi, độ tập trung không cao. Do đó, vai trò của giáo viên đặc biệt quan trọng. Ngoài công việc dạy chữ, giáo viên còn phải tâm lý và có những phương pháp tiếp cận gần gũi và thân thiện với trẻ, giúp trẻ yêu trường, mến bạn, thích được đi học. Để cho trẻ có thể làm quen được môi trường mới thì chúng tôi luôn luôn phải gần gũi, động viên các con và có những cái phương pháp phù hợp với tâm lý của từng trẻ. Cùng với chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ, các nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ, chuẩn bị tốt về sức khỏe và tâm lý, giúp con bảo đảm các hoạt động học tập. Việc giáo dục cho trẻ cách ứng xử với bạn bè, người lớn, biết thư gửi, ý thức thực hiện nội quy trường lớp, sự tự tin, tự lực trong học tập và vui chơi là điều rất cần thiết. Chúng tôi đưa ra những cái hoạt động tuần đầu đấy rất là nhẹ nhàng. Việc đầu tiên là chúng tôi hướng dẫn các con làm quen với cô giáo, với các bạn, làm quen với trường lớp. Và đặc biệt chúng tôi hướng dẫn các con khu vực nhà vệ sinh và cách sử dụng khu nhà vệ sinh, làm sao để các con tự tin khi các con bước chân sang ngôi trường mới. Với các bậc phụ huynh, cần kiên trì, không nôn nóng, thúc ép, kỳ vọng và quan tâm quá nhiều đến điểm số, thành tích học tập, vô tình gây áp lực cho trẻ. Với trẻ giai đoạn này, quan trọng hơn cả là con thấy yêu trường, yêu lớp, yêu mến thầy cô và các bạn, từ đó thích đến trường và có động lực học tập tích cực. Đây chính là bước khởi đầu cần thiết để con có thể tự tin và trưởng thành trong tương lai.
Với trẻ lớp 1, tư thế ngồi học đúng cách và cầm bút rất quan trọng. Hãy cùng cô giáo Nguyễn Thị Hiền Phường học những kỹ năng cơ bản này để có thể học tập đạt kết quả tốt ngay trong những ngày đầu năm học mới. Bông ơi, năm nay con vào lớp mấy nhỉ? Con thưa cô, con vào lớp 1. À, năm nay con vào lớp 1. Vậy thì để vào lớp 1 thì con cần chuẩn bị những điều gì? Học bài. À, con cần học bài này. Và để học bài thật là tốt ý, thì mình phải ngồi như thế nào nhỉ? Ngồi ta lên bàn. Và mắt thì phải làm sao? Nhìn lên bảng. À, chú ý lên bảng nghe cô giáo giảng bài đúng không? Vậy Bông có biết là tư thế ngồi học như thế nào là đúng không? À, ngồi thẳng lưng. À, bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại con cách tư thế ngồi nhá. Đầu tiên là mắt con ngồi hướng lên bảng nào. Rồi sau đó là con ngồi này, hai vai con thật thoải mái này. Ngực thì không tì vào gì, không tì vào bàn này. Khi biết bài thì mình làm sao nhở? Đầu hơi gì? Hơi cúi. Và chú ý là không được để lệch vai này, không được nghiêng sang trái này, nghiêng sang phải này. Mình nhớ chưa? Và khi mà chúng ta ngồi học ý, thì chúng ta có được nằm xoài ra bàn không? Ngồi viết bài mà chúng ta cúi xuống quá thì chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Bị đau gì? Đau mắt. Đau mắt và đau gì nữa? Đau ngực, đau lưng đúng không? Rồi, bây giờ Bống thử ngồi đúng cô xem nào. Đúng rồi, có cảm thấy thoải mái chưa? Rất tốt. Và vừa rồi bạn Bống đã có một tư thế ngồi học rất là đúng và đẹp rồi. Vậy thì để có thể biết được bài thì bây giờ bạn Bống cần phải chú ý cả cách cầm bút, làm sao cho thật là dễ dàng khi viết. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn bạn Bống cách cầm bút đúng. Đầu tiên bạn Bống sẽ cầm bút bằng tay phải. Đây, ngón trỏ và ngón giữa. Chúng ta sẽ đặt bút lên ngón giữa này. Và ngón cái và ngón trỏ này chúng ta sẽ dùng để giữ bút ở phía gì? Phía trên. Và nhớ là ngón cái và ngón trỏ này sẽ gì ạ? Vừa tiếp xúc với nhau thôi, vừa chạm với nhau, không được chồng khớp lên nhau như thế này. Con nhớ chưa? Và khoảng cách từ đầu ngón bút, đầu bút cho đến ngón tay của mình nó sẽ cách độ khoảng 1 đến 1,5 cm, tùy từng loại bút chì. Và con lưu ý là khi viết bài thì cổ tay chúng ta làm sao nhỉ? Thẳng. Thẳng so với mặt giấy, không được để gì ạ? Tay vòng thế này thì rất là khó viết. Và viết sẽ rất nhanh mỏi tay. Rồi bây giờ Bống thực hành cầm bút đúng nào. Cầm vừa chạm nào. Cầm vừa chạm nào. Và Bống ơi, vừa rồi thì con đã có tư thế ngồi học đúng này, cách cầm bút đúng rồi. Vậy thì bây giờ còn một kỹ năng nữa mà cô cũng muốn con rèn luyện, đó chính là kỹ năng sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng. Vậy thì để cho bàn học của mình lúc nào cũng gọn gàng và cặp sách của chúng mình lúc nào cũng gọn gàng, không bị quăn nếp sách, thì con sẽ sắp xếp sách vở như thế nào nhỉ? Gọn gàng. À, sắp xếp gọn gàng, có được bày bừa trên bàn không? Bây giờ con xếp sách vở lên bàn. Con để bên gói đi. Như vậy là việc sắp xếp sách vở gọn gàng sẽ giúp con có một cái chỗ ngồi học nó thoải mái và sẽ tạo được hứng thú cho con khi học bài. Và con sẽ dễ dàng tìm được sách vở hoặc đồ dùng học tập mà con đang mong muốn tìm được. Việc sắp xếp sách vở gọn gàng cũng giúp rèn cho con những cái thói quen như là ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Và khi ở lớp thì con cũng chủ động hơn trong cái việc là chuẩn bị sách vở cũng như là cất sách vở nó cũng được ngăn nắp gọn gàng, sẽ giúp cho quá trình học tập của con được thuận lợi hơn.
Xin chào tất cả các em nhỏ, mời các em cùng đến với mục góc trẻ thơ với chị Minh Trang nào. Và các em thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau làm một món đồ rất là thú vị. Và chị biết rằng rất nhiều các bạn nhỏ sẽ yêu thích nhé, đặc biệt là các bạn trai đấy. Đó chính là một chiếc tàu vũ trụ các em ạ. Ta cần một vỏ chai nhựa như thế này các em nhé. Chú ý là chị sẽ dùng một chai có độ thẳng như thế này. Cắt phần đầu và phần đáy của chai nhựa đi. Chúng mình phải cẩn thận khi dùng kéo nhé. Sau đó thì cuộn giấy màu bên ngoài vỏ chai nhựa. Làm hình chóp nhọn rồi cố định ở phần đầu vỏ chai. Tiếp theo là trang trí nhé các em. Chị cũng làm 4 ống trụ nhỏ rồi cố định ở phần đáy của chai nhựa. Và mỗi ống trụ nhỏ sẽ có đường kính khoảng 1,5 đến 2 cm nhé. Cuối cùng là làm phần cánh của con tàu. Chúng mình sẽ làm 3 cái cánh. Hãy làm từ bìa cứng trước rồi bọc bên ngoài bằng giấy màu. Như vậy thì con tàu của chúng ta sẽ đứng vững được đây các em ạ. Là chị đã làm xong món đồ của ngày hôm nay rồi. Chúng ta cũng hãy thử làm nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo.